Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần cuối của bài 4. Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái phần đàm thoại giải thích ý nghĩa. Thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về đoạn A. 2 gồm có hai nhân vật A và B. Chúng ta cùng nhau đọc nhé, mời các bạn đọc theo tôi. Xiao wǎng nǐ yǒu shí jiān ma? Xiao wǎng nǐ yǒu shí jiān ma? Yǒu shěnme shì? Yǒu shěnme shì? Něng bāng bāng māng ma? Něng bāng bāng māng ma? Hě yǐ? Wǒ xiānzài yǒu shí jiān. 我能帮你. Hě yǐ? 我现在有时间. 我能帮你. 谢谢. 谢谢. Bạn Vương, bạn có thời gian không? Có. Việc gì vậy? Có thể giúp gì một chút không? Được. Bây giờ tôi có thời gian, tôi có thể giúp bạn. Cảm ơn nhé. Đoạn này thì chúng ta cần lưu ý là băng băng mạng cũng có nghĩa là giúp giùm một chút thôi. Mời mọi người chúng ta cùng đọc lại một lần nữa với tốc độ nhanh hơn một chút nha. Xiao wǎng nǐ yǒu shí jiān ma? Yǒu shěnme shì? Něng bāng bāng māng ma? Hě yǐ? Wǒ xiānzài yǒu shí jiān. Wǒ něng bāng nǐ. Xiè xiè. Bù hè qì. Bù hè qì. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sang đoạn B. Đoạn B cũng có hai nhân vật. Chúng ta cùng đọc nào. Lão cha băng băng mạng. Lão cha băng băng mạng. Tuy bù chỉ. Wǒ xiānzài hěn máng. Wǒ bù něng báng nǐ. Tuy bú chí, wǒ xiānzài hěn máng. Wǒ bú něng báng nǐ. Mǐ guān xì. Mǐ guān xì. Làm ơn giúp giùm một chút. Xin lỗi. Bây giờ tôi rất bận, tôi không thể giúp anh. Không có chi. Kế tiếp nữa ta có đoạn C. Đoạn C cũng có hai nhân vật. Chúng ta cùng đọc nha. Lily, nǐ qù nǎo? Lily, nǐ qù nǎo? Wǒ qù yǒu jú. Wǒ qù yǒu jú. Něng báng yī gè máng ma? Něng báng yī gè máng ma? 什么事你说吧. 什么事你说吧. 寄一封信. 寄一封信. 何以. 何以. Lily, bạn đi đâu vậy? Tôi đi bưu điện. Có thể giúp gì một chút không? Như vậy là băng y cơ mạng cũng có nghĩa là giúp gì một chút. Việc gì vậy? Bạn nói đi. Gửi một bức thư. Được. Đoạn này thì cũng tương đối đơn giản và cũng không có gì cần lưu ý nhiều. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài đọc. Chúng ta cùng nhau đọc cái bài đọc này nha. Quảng niên giao siêu tự xỉnh chơ. Chính cơ cơ băng mạng. Cơ cơ mấy yếu sử chén. Chính đi đi băng mạng. Đi đi yào chù yếu chú. Chính mê mê băng mạng. Mê mê bú huy xíu. Tha chữ hào chữ chỉ xíu. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nào. Quảng niệm yào xíu chữ xỉnh chơ.
请哥哥帮忙。哥哥没有时间，请弟弟帮忙。弟弟要去邮局，请妹妹帮忙。妹妹不会修，她只好自己修。王宁 muốn sửa chiếc xe đạp, nhờ anh của mình giúp. Anh ấy không có thời gian. Nhờ em trai giúp. Em trai phải đi bưu điện. Nhờ em gái giúp. Em gái không biết sửa. Cậu ấy đành phải tự sửa. Mời các bạn nghe tôi đọc lại một lần nữa, đọc nhanh. Quảng niệm giao siêu tự xin chơ, xin cơ cơ băng mạng. Cơ cơ mới dầu sửa chén, xin ti ti băng mạng. Ti ti giao chư dầu chữ, xin mê mê băng mạng. Mê mê bố hồi siêu, tha trở họ tự chỉ siêu. Đoạn này mình thấy cũng không có cái gì để mà giải thích thêm. Nếu mà các bạn có gì thắc mắc, các bạn có thể comment trên YouTube nha. Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu một phần khác. Đó là phần từ mới bổ sung. Vì trong các bài vừa rồi từ của chúng ta còn tương đối ít, cho nên chúng ta cần bổ sung thêm một số từ để cái ví dụ của mình nó trở nên phong phú hơn. Từ bổ sung đầu tiên ta có từ chua. Chua có nghĩa là làm. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Mình thiên thì cho sở mơ. Mình thiên thì cho sở mơ. Ngày mai bạn làm gì vậy? Ủa chai chá sẽ xin. Ủa chai chá sẽ xin. Tôi ở nhà viết thư. Từ thứ hai chúng ta cần bổ sung thêm, đó là từ xì hoan. Xì hoan có nghĩa là thích. Từ này mình có thể dùng đối với người thích một người nào đó cũng được, thích làm cái việc gì đó cũng được, thích nghe nhạc, thích viết thư, thích chơi game gì đều được cả. Đọc là xì hoan. Chúng ta cùng xem ví dụ bên dưới nè. Ní xì hoan xèo quảng ma. Ní xì hoan xèo quảng ma. Bạn có thích bạn Vương không? Hẳn xì hoan. Hẳn xì hoan, rất thích. Tha sư y cơ hào rện. Tha sư y cơ hào rện. Bạn ấy là một người tốt. Mình cùng đọc lại nha. Ní xì hoan xèo quảng ma. Hẳn xì hoan. Tha sư y cơ hào rện. Chúng ta được hai cái từ bổ sung rồi, các bạn cũng nhớ học luôn nha. Kế tiếp chúng ta có phần thứ ba. Đó là cái cách hỏi. Quy sở là tại sao và duyên quay là tại vì, để mình hỏi cái lý do, hỏi cái nguyên nhân á. Ta cùng đọc nha. Quy sở mơ. Duyên quay. Quy sở mơ. Duyên quay. Quy sở mơ là sao hoặc là tại sao và duyên quay là vì hoặc là tại vì. Ta cùng xem cái ví dụ bên dưới. Miễn thiên đi lại mà. Miễn thiên đi lại mà. Bùa lại. Bùa lại. Ngày mai bạn đến không? Không đến. Quý sở mơ. Quý sở mơ. Tại sao vậy? Yên quê của dầu sư. Yên quê của dầu sư. Bởi vì tôi có việc. Mời các bạn chúng ta cùng đọc lại một lần nha. Miễn thiên đi lại mà. Miễn thiên đi lại mà. Bù lại. Bù lại. Quê sở mơ. Quê sở mơ. Yên quê của dầu sư. Yên quê của dầu sư. Và chúng ta thêm nữa, đó là một từ khờ sư. Khờ sư có nghĩa là nhưng, khờ nằm trong khờ gì, và từ sư có nghĩa là đó. Nhưng hai từ này ghép vào thì nó ra một cái nghĩa khác, đó là khờ sư. Khờ sư là nhưng. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Wǒ huì xiū zì xíng chē, kě shì bù huì xiū mǒ tuō chē. Tôi biết sửa xe đạp nhưng không biết sửa xe gắn máy. Chúng ta cùng đọc nha. Wǒ huì xiū zì xíng chē, kě shì bù huì xiū mǒ tuō chē. Đọc luôn một câu. Wǒ huì xiū zì xíng chē, kě shì bù huì xiū mǒ tuō chē. Một ví dụ khác nữa. 我要去邮局寄信.
我要去邮局寄信，可是我没有时间，可是我没有时间。Câu này có nghĩa là tôi muốn đi bưu điện gửi thư nhưng mà tôi không có thời gian. Chúng ta cùng đọc lại. 我要去邮局寄信，可是我没有时间。Chúng ta có một ví dụ nữa. Chúng ta cùng đọc nào. 我喜欢写信，我喜欢写信。可是我姐姐不喜欢，可是我姐姐不喜欢。Tôi thích viết thư, nhưng chị tôi thì không thích. Đến đây xin kết thúc phần cuối cùng của bài 4. Đó là phần 3 trên 3. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn lại gặp các anh chị ở trong cái phần kế tiếp, video kế tiếp. Xin chào.